私は東日本急行株式会社の社長をやっております、重松。まず会社の概要からですかね、会社の概要からですね、本日出席させていただいているのは、先ほどご挨拶でございました代表取締役社長重松正敏氏、取締役保険長を務めています、にとって本日、出席をさせていただきます。一般而言，为了呢，所以我们公司可以啊，创立的成立的公司，那个新日丰呢，也讲了，大家哦，当成员，人家当股份啊，人家成立的这公司呢，其实我们巴哥所以叫，巴哥巴总督，其实巴总督呢，我们是巴厂房，伊啊，甲海巴都是成员在共同管理经营，来成立的公司呢，我们海巴代表公司来来参加在会同我们参与呢。设立是话，1971年。4月1日です。昭和の1971年です。で、今年は何年か、今年は1971年に実は、何年か、何年か、何年か、何年か、何年か。設立から48年でございます。資本金は4000万円です。で、本社は東京都大田区に。事業内容については、総合物流業として、運輸、倉庫業、PC とかアミズメント関係の機器の設置、保守、電子マネーですね、IC カードの端末の設置とか、関連作業と、あと各種産業的な取り付け、設置保守というところを、業務の中心として行っています。Thì công ty này thành lập được 48 năm rồi. Với cái trụ sở chính đó nằm ở trụ sở chính như các bạn biết được rồi, thì là trụ sở chính của công ty ở nằm ở Tokyo hiện tại. Thành phần các nghiệp vụ chính mà công ty người ta đang lĩnh vực hoạt động, thứ nhất là trong vấn đề giao thông, bến bãi, kho bến bãi và các sản xuất các linh kiện trong máy tính hoặc là các linh kiện lắp ráp điện tử hay là trong các trong bên Nhật có cái thẻ gọi là cái thẻ IC. Đấy. Thì là tất cả những cái lĩnh vực đấy thì công ty đang hoạt động, không chỉ những cái đấy mà các bạn sang bên kia là ngành nghề chính các bạn sẽ là lắp ráp các linh kiện điện tử, và những cái linh kiện điện tử đấy thì là trong một cái thành phần thì là để kêu quy thì là tăng cường cơ sở vật chất chiếm vị trí của chúng ta để tiếp tục đi một đường để mỗi tăng cường là chỉ đạo ですね thì là để kêu quy thì là một chi tiêu chi phí của là 223và trong không chỉ là trụ sở chính ở Tokyo thì là còn nằm các xưởng các tỉnh khác nữa trong đất nước Nhật Bản, thì là cán bộ chính thức của công nhân viên của người ta là có 223 cán bộ nhân viên chính thức nhá, và dĩ nhiên là tính hợp đồng hay là làm thêm thì không tính, trong đấy là có 194 cán bộ nam và 29 là nữ, và các bạn thực tập sinh thì các bạn sẽ là khóa đầu tiên của công ty này.主要取引先が、カルビー、ロジスティックス、カルビーさんというお菓子メーカーさんと、パナソニックさん、あとは、スクエアエイクさんですね、こういった企業さんとの取引をしていたり、あとは、今後皆さんにお仕事を、お手伝いしていただきたいのは、通信関係とか IC カードとかですね、そういった、取り扱いのメーカーさんとのお仕事が、中心的になっています。Thì khách hàng chính của công ty này là công ty Kalubi, và ngoài ra nữa là Panasonic hay là một số các công ty mà nổi tiếng khác của Nhật Bản. Thì là lần này các bác ấy tuyển các bạn sang làm về cái lắp ráp cái linh kiện điện tử dành cho cái thẻ IC, và ngoài ra nữa là mấy cái liên quan đến lĩnh vực truyền thông, thì là liên quan đến lắp ráp linh kiện điện tử thì là làm cho cái lĩnh vực như vậy. Khi mà hoàn thành mở ra phải chẳng thấy最初の設立は明確な営業拠点ですね、私の株式です。本社が大田区ですね、神奈川県の厚木ですね、1234箇所、海老名市というところと、埼玉県ですね、全拠点として、ございます。で、今回皆さんがですね、お勤めされるところというのは、そうですね、神奈川県ですね。
ra là cái một chưa lên được một cái một cái lên về xuống có sự sống của ba ông này. Thì là như vừa nãy bác ấy có chỉ ra một loạt các cái văn phòng hoặc là các sở các tỉnh khác nhau, thì trụ sở chính của Tokyo rồi có các chi nhánh khác nữa, và địa điểm các bạn sẽ làm việc ở tỉnh Kanagawa. Kanagawa là một trong những cái thành phố sát với Tokyo và nó nằm ở trên thành phố rất là lớn. Kanagawa thì cái mức lương, lý do tại sao cái mức lương này công ty này nó cao bởi vì nó nằm ở trong cạnh Tokyo và nó là thành phố. Thì ngành nghề của các bạn chính xác là lắp ráp các linh kiện điện tử, mà thông thường để mà có thể có một cái máy nó hoạt động được ấy thì là phải lắp cái con gọi là cái con bình thường mình ấy, mình sẽ gọi là con IC vào, con IC vào để có thể hoạt động được cái máy đấy. Còn ví dụ như các bạn nữ thì là làm đơn giản hơn thì là bên Nhật thì nó có cái hãng truyền thông một tiếng gọi là NTT của Docomo ấy, thì là các bạn sẽ phân chia ra các hãng các sản phẩm khác nhau, xong rồi các bạn sẽ xuất hàng hay như thế nào đó. サービスで私どもの会社としてですね、日本で J リーグ、J1ですね、J1、1部リーグのですね、湘南ベルマーレさんという会社さん、こちらの方をですね、オフィシャルスポンサーとしてはですね、僕が協賛をさせていただいています。サッカーですね。サッカーですね。そういうわけです。 そう、そのスポンサーをしてます。はい。ですので、優勝いただいたメンバー、優勝いただいた方については、ですね、当然こういった感染みたいとか、というのも、繰り越しに使われますね。一緒に見に行ったりとか、応援するみたいとか、いうことをお知り合っていただいているということもですね、お仕事の他にでございますので、楽しみにしてほしいとお伝えください。 Thì là bác ấy cũng giải thích qua một chút về cái nội dung về công ty là như vậy. Thì là nó cũng hơi đơn giản một chút, nhưng mà cũng phần nào để có thể giúp các bạn tìm hiểu được một phần nào về công ty và xem một chút những hình ảnh. Thì sau khi mà các bạn xem như thế này thì các bạn có mong muốn có câu hỏi gì hoặc là mình có thắc mắc về cái nội dung công việc nhá, thì là các bạn có thể hỏi. Hoặc là phía gia đình nhà các bạn có thể hỏi gì liên quan đến nội dung công việc. Công ty của bệnh viện là cái gì?会社の周りはちょっと病院とかスーパーが近くにあるんでしょうか？はい、あります。新しくできるところはですね、
病院とか、あとコンビニとか、はい、飲食できるところですね、はい、がございます。で、あと、来年ですね、計画で4ホールさんというショッピングモールがですね、通る前の道の反対側に、できますので、あ、そうですね、そうですね、そうですね、そうですね、それができますので、そうするともう、すべて総点かかれることがございます。À, thì nói chung là công ty thì là bởi vì như chị đã giới thiệu địa điểm các bạn làm việc ở Kanagawa, và Kanagawa là một trong những thành phố cạnh Tokyo thì cực kỳ lớn rồi, các bạn xa thì các bạn sẽ biết, và nó dĩ nhiên là gần với siêu thị này, konbini có này, bệnh viện có này, thì là rất là tiện lợi. Và năm sau thì là dự kiến sẽ hoàn thành một cái trung tâm mua sắm mini của mình, bây giờ giống như bên Long Biên đấy, thì có cả một cái trung tâm mua sắm, thì để chị trêu các bạn, bạn là nó nằm ngay đối diện. Thì các bạn đi bộ thì chắc là chỉ có 1 phút là các bạn có thể tới đây. Nói chung là xa thì các bạn sẽ biết được. Nó rất là tiện lợi. Không đi nữa. 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 Thì các bạn sang bên đấy, các bạn sẽ được cung cấp mỗi người một cái xe đạp. Thì các bạn sẽ đi bằng xe đạp 16 hoặc loanh quanh ở đấy. Thì các bạn sẽ đi bằng xe đạp hết nhé. Còn cần thì các bạn đi bằng đi bộ. Rồi số 1 này. Nói to lên nào. À, chỗ ở của em có gần công ty không? À, chúng cứ xả cả là bà cô số mà đến thôi chứ. Chúng cứ đến xe đi bốn thì dĩ nhiên là các bạn sẽ là khóa đầu của công ty rồi, thì là dự kiến thì là sẽ thuê cái chỗ hộ ở cho các bạn. Thì là các cái giải thích trên màn hình nhá. Thì đây như các bạn biết đây là cái bản đồ của Nhật Bản. Thì đây là Hà Nội. Để chính là chúng ta đang được. Thì các bạn sẽ sang bên Nhật đấy. Được chưa? Đấy là Tokyo. Đấy là tỉnh Kanagawa. Thì là bác ấy đang để dùng cái Google Map ấy, thì là để làm sao mà phòng to để các bạn có thể hình dung được. Nhưng nói chung là sát cạnh Tokyo thì là các bạn biết là rồi. Tỉnh này thì đến rồi, đến mức là Tokyo nó được nhộn nhạo hơn Tokyo. Sát cạnh như thế. Và cạnh Yokohama, nó nằm giữa Yokohama rất là đẹp, cái cảm Yokohama thì tuyệt vời. で、それ実は、ね、気候の話で心配があるという形で、はい、ありましたので、そちらの部分も、はい、はい、今回、神奈川県の方は、関東の南側の方になります。比較的こう気候っていうところですね、はい、まあ、あと奥の方とは違いますが、結構暖かいところで、やっぱり、まあ冬になるとこれからですね、1月、2月、3月ぐらいは、雪が降るようなことも、ございます。ただそれは毎日降るんじゃなくて、1ヶ月に1回ぐらいですね、降ることがありますので、皆さん初めて見られる方がいらっしゃると思いますし、あとは日本の、シンボル的なところで、富士山ですね、水路が一望できるようなところでございますので、まあ、風光明媚でございます。まあ、ね、関係的には穏やかなところで注目していただくことが、何かだと思います。À, thì bác cũng giải thêm thích thêm hôm qua mọi người cũng rất hay hỏi là lo lắng về cái gì, lo lắng về khí hậu đúng không nhỉ? Thì là bác ấy cũng bảo sang bên đấy, bên ở cạnh Kanagawa tại cạnh Tokyo thì nó cũng có bốn mùa xuân hạ thu đông như Việt Nam, nhưng mà nó khác với Việt Nam cái là mùa đông thì bao giờ nó cũng có tuyết rơi, nhưng mà bây giờ bắt đầu từ tháng 1 và tháng 2 thì đấy là mùa đông của Nhật Bản, thì thường là sẽ có tuyết rơi, mà tuyết rơi thì dĩ nhiên không phải là ngày nào nó cũng rơi đâu, thì cứ một tháng thì nó rơi khoảng 1 lần thôi. Và đặc biệt là ở Tokyo thì nó nằm ở phía nam của Nhật Bản, nó không phải là nằm phía trên bắc, bắc cái chỗ trên đây thì là cực lạnh rồi, nó khí hậu khá là ôn hòa và nói chung là rất là dễ chịu chứ không phải là khắc nghiệt như các bạn tưởng tượng đâu, nên là không cần phải lo lắng quá nhiều. Và đây là cái núi địa điểm của núi Phú Sĩ, bởi vì là từ Kanagawa, núi Phú Sĩ nằm ở tỉnh Shizuoka mà.
đây cái cục đoàn. Còn đây bác cái chỉ đây là núi Phú Diễu. Còn đây là cái địa điểm mà các bạn sẽ vào việc. Các bạn làm ở công ty nào thì là chính là công ty cổ phần Higashi Nippon.
Kyuko được chưa nhỉ? Thì tên công ty đầy đủ của các bạn thì là sau khi mà các bạn vào chính thức học thì các bạn nên học thuộc tên công ty của mình, để khi mà ai hỏi là thực tập sinh công ty nào đấy, để mình ít ra mình cũng phải nói được tên công ty của mình. Và tên công ty đầy đủ là công ty cổ phần Higashi Nippon Kyuko. Ok chưa nhỉ? Thì là địa điểm và trụ sở chính của công ty này là ở tỉnh Tokyo của Nhật Bản, nhưng mà địa điểm các bạn làm việc sẽ là ở tỉnh Kanagawa, và Kanagawa thì nó sẽ nằm cạnh Tokyo, được chưa? Hay là cái